Chào mọi người. Cái đồ mọi người ai cần gì điện thoại nhắn tin nha. Từ 300.000 chuyển khoản đủ em bao ship nha. Ship có đâu không có bao ship. Có hai kéo mini mọi người. Cái này bán 240 nha. Cái cành những cây tẻ để chơi bonsai được mọi người. Cành nè. Cái tẻ nè. Tẻ này cái mũi nó hơi nhỉnh lên. Cây này thì không thấy tên. Lưỡi là lưỡi hai lớp thép nha mọi người. Ha. Lưỡi hai lớp thép. Cây này ngắn nè. Nó dài 15 phân nha. Rồi cái cành này cũng ngắn á, 16 phân á. Cái cành made in Japan á. Có hiệu đây ha. Cán nhựa, khóa có lò xo ha. Nó full tới đây luôn nha mọi người. Cái lưỡi của nó là nó dài tới đuôi luôn nha. Nó cái phần thép nó dài tới đuôi luôn. Cái lưỡi cũng còn đẹp. Cũng khá bén nha mọi người. Bén ha. Rồi để chúng anh em chơi mini á. Bén ha. Rồi hai cái này mã số 0101 á. 240 nha. Hai cây mini đúng không? Cây các cành ha. Cành này mini nè. Japan nha. Japan nè. Stainless steel nha. Cái này là thép không rỉ nha. Thép không rỉ nó mẹ gì không? Khóa nè. Lưỡi nè. Lưỡi còn đẹp ha. Cũng mini nha. Rồi một cây kéo tỉa dâm ha. Cây này của cây cút nè. Còn mới tin đó. Chơi bonsai mọi người. Cây này nó ngắn, nó có 11 phân rưỡi rồi ha. Còn cây các cành này được 15 phân. Cán nhựa ha. Tiến nè. Tiến ha. À, tiến cũng bén nè ha. Rồi hai cây này 200 á. Mã số 0102 á. Giá 200.000. Đây có cái kéo này mọi người. Dạng như kéo cá nha, nhưng mà nó đúc cán đặc ha, lò xo thép cuộn, lưỡi nó dạng lưỡi mái nhà mọi người, nó mài hai bên ha, lưỡi thép ghép. À, lưỡi đẹp, lông đền đồng, tán đồng ha. Bén nha mọi người. Bén. Cái này nó không có khóa, cái này em chế khóa nó. Chế khóa. Lưỡi nó được 64 ly ha. Nó dài 19 phân rưỡi nha. Rồi cái này 350, mã số 0103.
cái cành luôn, rồi. Cành thép đúc á, khóa thép mộc đấy ha, tán đồng ha, cây này còn đẹp luôn. Lưỡi là full luôn nha mọi người, gần như full ha, bên trong còn nước xi luôn. Bén nha mọi người, lưỡi đẹp nha. Khóa thép á, ngoại hình nè, cái cán ở bên trong nó có mã số gì mọi người, có chữ S đúp á, nó đổ á mọi người, S quê đúp á. Cây dài 20 nha, dài 20 á, 20 cm. Cây này 450 nha, mã số 0104 giá 450. Cái kèm của Mary á, cây này 150 nha, Mary, nó một con 50 ZH á, vỏ còn liền lạc hết. Cây Saben á, ngoại hình kèm còn đẹp, lưỡi cắt răng kẹp được cũng còn đẹp. Cắt ngọt á, cây này xây trung, nó dài hơn 19 á, gần 19 phân rưỡi thôi, 150, mã số 0105, 150. Ok nữa mọi người, cũng cái dòng 1050 này ha, Mary Zit á, Zit á. Cái này cái vỏ cái kiểu khác á, Japan trong này ha, vỏ liên lạc hết nha. Ngoại hình kìm, lưỡi cắt, răng kẹp cũng còn nguyên luôn. Cho nên cắt ngọt á, cây cũng dài 19 phân rưỡi, cây này 108, mã số 0106, 108. Đây một cây nữa ha, cũng Mary nè, 1050 Zit á, Zit chữ á, chữ Zit á, đời sau á, Japan, kèm á, kèm còn đẹp luôn ha, có răng kẹp, vỏ thì cũng còn liền lạc luôn ha, không bị lủng mà gì hết. Lưỡi cắt còn nguyên á, răng kẹp còn nguyên. Cắt ngọt. Cái này thì nó hơn 19 xíu ha. Rồi cái này 108 nha, mã số 0107, 108. Có cây kìm bấm chết á, kìm bấm chết luôn à. Cây này 8 grip á, 8 grip. Đây dập chữ FHV á, Japan nhá, Japan nè. Cái mẫu này là giống cái mẫu của Igo luôn à, của Igo của top nè. Răng nè, răng thì cũng có xài rồi nha mọi người, cũng có cái dấu dập đây xíu nữa nha, ra ngoài cũng còn đẹp à, có một răng nó bị dập xíu nữa nha, dập xíu đây, còn lại nó còn nhọn tin nữa ha, mô mép cũng còn đẹp, ngoài hình thì còn nguyên nước xi ha, hoạt động trơn tru nhẹ nhàng ha. Cây này dài 20 nha. Rồi cây này 270 ngàn á, mã số 0108, 270.
Một cây nữa ha. Cây này ngàm thẳng ha. Cây này nhãn hiệu con cua nữa. Con đẹp ha. Cái này nó mà kẽm mọi người. Cái này ngầm thẳng ha. Răng đó nè mọi người. Cái này nó giống như chưa có xài nha. Giống như chưa có xài luôn á. Không có dấu gì hết nha. Mọi chi tiết nó còn nước mạ còn rất là đẹp ha. Môi mép. Ha. Nó dài 19 phân nữa. Rồi cái này 307, mã số 0109 307. Cái kìm cộng lực lưỡi xéo á, lưỡi xéo này cũng tốt nha. Tốt. Tốt ha. Cái này tình trạng chưa thấy giống nha mọi người. Lưỡi cũng rất là đẹp á, lưỡi xéo á, ngoại hình ram đen còn nguyên ha, nước sơn thì có chạy chạy chút đỉnh, vỏ nó còn liền lạ luôn á, Japan, cộng lực mini nha mọi người, cắt lưới 70 được ha, này dây điện thì nó hơi nhỏ, lưỡi là không mẻ nha, còn mới tinh, còn nước si luôn ha, rồi nhìn thấy cái chấn da nhiệt cũng thôi. Lưỡi còn mịn màng nhé, khóa cử đầy đủ, nó dài 21 cm á, rồi cái này 108, mã số 0110 108, cái kìm kìm của Mỹ mọi người, của quân đội Mỹ á, cái kìm này nó cổ lắm rồi. Để cắt dành cho mấy ông đột kích đó. Này của quân đội nè, US nè ha, 1942 nha. Đây có chữ một, có số 1942 đây nè. Ông phá hàng rào đột kích ha. Lưỡi nè, lưỡi còn đẹp. Ngoại hình thì nó xù xì vậy chứ mà cái lưỡi đó, cái lưỡi nó dày nè. Lưỡi còn đẹp ha. Cắt dây kẽm đâu nha mọi người. Cắt dây điện được, dây điện không được, được nè, cái này cái vỏ này nó bị nứt tùm lum hết nè mọi người, cái vỏ này nó dày lắm, vỏ nó dày cực kỳ lắm. Mà bị nứt ha, cái dài 23 cm thôi, rồi cái này 250, mã số 0111 250. Có kéo cắt ton nữa. Ton của Proto ha. Proto 303L nè. Proto của Mỹ nha. Cái này lưỡi còn đẹp. Ngoại hình còn sáng đẹp. Khóa nè. Lưỡi nè mọi người. Lưỡi có răng cưa luôn nè ha. Lưỡi còn đẹp nha. Không có mẻ nha. Vỏ cao su còn liền lạc hết luôn ha, không có tét. Cắt tôn nè mọi người, cắt bò trái ha, cắt ngọn này, nó có cái này để nó chỉnh cái độ hở của lưỡi nha mọi người. Người chỉnh cái này nha. Cái ngoài hình còn đẹp. Cái này dài khoảng 2,5 tấc ha. Cái này 308, mã số 0112, giá 308. Có cây kèm nhổ đinh mọi người. Nhổ đinh tự động á.
nó có cái đế đó, mọi người chịu vô ha, rồi mọi người móc vô cái đinh rồi kẹp bẫy lên ha, nó ngàm nó kiểu như vậy nè, như mỏ mỏ cát nha ha, ngoại hình còn nguyên nước xi nhé, nó dài 3 tấc ha, dài 3 tấc nha. Rồi cái này mã số 0113 ha, giá 150 nha. Cái kéo thép trắng mọi người, trắng có mộc thủ công nữa, lưỡi thép ghép luôn nha, thân thì bằng thép trắng á, còn lưỡi thì nó ghép thêm một cái phần thép trắng và cái lồi cứng vô nè ha, lưỡi không mẻ nha, lưỡi còn đẹp, lưỡi dày, thiết kế dạng lưỡi cong ha, để mình cắt móc lỗ hoặc là mình bo rồi ha, cắt ngọt á, thép trắng á, nó dài 28 á, 28 cm. Rồi cái này giá 220, mã số 0114, giá 220. Có kìm mẫu quạ mà nó ngàm nó có nhựa không người, có nhựa để mình dặn mấy cái đồ để hạn chế bị chạy mọi người, mấy in Japan này của IBS nhá, IBS này. Dập made in Japan này ha. Ngàm to mọi người. Ngàm nó có dặn cái gì nó bị chạy một lần ha. Bị chạy thôi nha. Ở trên thì ít hơn á. Trên có xíu bên trong nè. Còn ngàm dưới nó chạy một đường nè. Chỉ bị lỗi chỗ đây xíu thôi, còn lại là răng nó còn đẹp. Vỏ cao su thì cũng còn liền lạc nhé. Bị cấn thôi chứ không có lủng nha. Nó có cái lò xo trong đây mọi người, có cái lò xo nè, để nó thao tác cho nó dễ ha. Cái này dặn to lắm nha, dặn một tay, mình cầm một tay như vậy nè, được khoảng 75 nha, cũng bằng nữa, rộng nữa được 80 luôn nha, 80 ha. Còn nhỏ nhất thì cũng được 18 ha. Chiều dài của nó 2.8 nha. Dài 2.8. Ở đây để 270. Rồi cái này 240 nha. Mã số 0115 á, giá 240. Có kìm bấm cót mọi người, kìm bấm cót đó. Có 2 tầng nha. Này của Totan gì Totan gì đó không biết. Có 2 tầng nha mọi người. Ở đây thông số 0.3, 0.75 nè. ABKG 18-22 125 tới 2.0. ABKG 14-18 ha. Cái này thì nó có cái núm để mình mở khẩn cấp đó mọi người. Trường hợp mình đi nửa hành trình mà mình muốn dừng lại thì mọi người bóp nhẹ cho con cái rồi mọi người dặn ha. Dặn thì nó sẽ nhả cái lưỡi gà trong ra thì mình mở khẩn cấp á, có nhiều mũi tên. Lò xo rồi còn rất là mạnh ha. Mặt bên đây nó đẹp nha, còn mặt bên đây nó bị ẩm nha mọi người, mặt bên đây nó bị ẩm nè, HT-27 ha, nó bị ẩm, nó hơi rổ rổ nữa nha, ha. Mà không ảnh hưởng nha, có 2 tầng ha, 2 tầng, để bấm cái tầng to này là nó kẹp phần nhựa của dây điện mọi người. Rồi cái phần nhỏ thì nó kẹp cót á, nó kẹp cái ruột của dây điện lại. Thân thì còn đẹp á, vỏ cao su còn liền lạc luôn.
Có bên đây, mặt bên đây thì hơi rổ rổ, hơi xấu quá. Cây này dài 27 phân rưỡi nha. Cây này 300 nha. Mã số 0116 giá 300. Bán một cây búa gò nữa ha. Đây là một cây nhổ đinh luôn rồi. Cây nhổ đinh này của cái hãng này nè. 270 nha. Hai đầu nha. Đầu còn đẹp luôn. Không có dấu gì hết nha. Thấy nó làm như nó chưa nhỏ hay sao. Đây cũng vậy nè. Không có dấu hết. Đầu cổ rồi, cây này giống như chưa xài luôn á. Còn là xài lướt á. Không có dấu gì hết mọi người. Thân dẹp ha. Sơn tam nhãn nó còn. Và một cây búa. Búa một đầu bằng, một đầu hơi mô mô nè. Này thì không có, nó không để, không có để thương hiệu á. Nó nặng 300g á, nặng 300g nè. Mặt búa là khoảng 25 phân nha. Nó dài 30 nè. Cái nhổ đinh nó dài 2.7 á. Búa này chưa xài luôn nha mọi người. Còn nguyên nè ha. Còn nguyên á. Cán nó đẹp nha. Mới tin rồi. Hai cây này 200, mã số 0117 giá 200. Rồi combo này cũng 200 luôn mọi người, cũng một cây nhổ đinh nè, cũng hai đầu nữa ha. Cây này thì của Đốc Du, đầu trâu nè, 280 ha, made in Japan đây. Cây này cũng chưa có xài luôn, chưa có xài nhá. Nước xi rồi còn gần như nguyên dạng hết. Có chốc chốc chút đỉnh thôi. Đầu búa luôn còn đẹp nữa. Rồi phần dưới nè có bị chốc xi nè. Chốc với nước xi chút đỉnh nữa ha. Rồi phần nhổ đinh thì còn nguyên nha. Mã trắng ha. Rồi một cái búa gò nữa. Búa gò này nó có tem nè. Dùng thép cao cấp vậy nè ha. Một đầu nhọn mưa. Đầu bằng nha. Cái này có hàng xài lướt á. Đầu còn nước râm màu đen luôn á. Chút nêm còn đầy đủ, cán còn mới tinh á. Cái này để gõ xỉ hàng được mọi người. Nó có một đầu hơi nhọn nhọn nè. Gõ xỉ hàng nè. Cái này nhẹ, nó nặng có 200g nha. Nhẹ để gõ xỉ hàng nè. Cái mặt búa nó được 22 ly ha. Tổng chiều dài nó 3 tấc à. Rồi cây nhổ đinh này thì 2.8 ha. Rồi hai cây này cũng 200 luôn nha. Mã số 0118 giá 200.000. Có cây nhổ đinh mọi người. Cây nhổ đinh cây này thép trắng nha. Ở đây nó có in laser là 300ml nè ha. Ngoài ra thì không thấy hiệu đâu, hiệu không có dán đâu, em không biết nha. Thép trắng nha. Cái này chưa xài nha mọi người. Chưa có xài nha. Đầu búa rồi. Còn rất là đẹp ha. Là thép trắng, thép không rỉ á mọi người. Còn mới tin đâu. Để 300ml ha. Là hơn 3 tấc xíu, 30.05 ha. Rồi cái này 220 nha. Mã số 0119 đó, giá 220. Có cây búa bi, cũng búa bi của thằng KTC nữa. Trắng sắt á, tay cầm có cao su á. Tay cầm thì còn liền lạc á nha. Có made in Japan đây ha. Japan. Cao su dai lắm mọi người. Cá này gắn thép á, hơi ố thôi. Còn búa nữa, búa còn đẹp nữa ha. Hàng xài lướt nha, đầu búa nó hơi râm 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 nữa ha. Còn đẹp nha, đầu bi cũng vậy ha. Ngoại hình còn khá đẹp. Nó nặng 750g nha. Mặt búa được 3 phân ha.
Nó dài 31 phân rưỡi á. Rồi cái này 250 á. Mã số 0120 á. Có cây búa mọi người, cây búa búa đóng, búa đập gì á. Nó một cái đầu nó dạng hình vậy nè. Nó mài hót vô. Cái phần khâu của nó, nó lồng vô cái ống thép nè mọi người, lồng vô cái ống thép á. Để khi mà đập nó, để nó đỡ bị dập cái cán gỗ nó. Nó chỉ bị dập thép ở ngoài nè. Cái này có hiệu nha mọi người, hiệu chữ Nhật nè. Cái này họ đập gì nó đập bên mặt này đó ha. Còn đầu đóng còn đẹp nè. Bên đây còn mịn nè. Này họ đóng cái chốt mà mọi người, đóng chốt xỏ ngang luôn á. Xỏ ngang cái cán luôn ha. Còn đầu nhọn nhọn nè. Cán gỗ ha, cán gỗ còn liền lạc hết luôn, còn đẹp ha. Cái này nặng 630 gram nha. Mặt búa nó dạng như hình vuông mọi người, 3 phân á, 29 á. Dài 2 tấc 9 á. Rồi cái này 250. Mà số 0121 á, giá 250 nha. Có búa bi mọi người, cái này của Mỹ ha, made in USA nè. Ở trên nó có cái tên gì đó, cái chữ gì mà nó thấy không rõ, thấy còn chữ made in USA thôi. Búa đầu bi ha, cán hickory ha. Cái này cái cán nó xài nó cũng bấy bá nè. Dập rồi chốt nêm thì nó còn, nhưng mà nó bị hư cán, nó nhét mấy cái đinh vô ha. Đầu đóng luôn, râm ha, râm đầu kim. Cái dấu này là cái dấu rèn của nó nha mọi người, ở trên đầu quy cũng có nữa, dưới này cũng có nữa, có hai cái dấu ha. Đầu quy cũng còn đẹp nè, đầu quy còn bóng hới ha. Nó chỉ hơi râm râm đầu kim thôi. Còn mặt búa thì hai bên cũng còn đẹp. Búa Mỹ nha. Cán thì cũng còn khá, xài thì được. Nó nặng 300 gram nha. Nặng 300 gram. Mặt búa 25 phân ha. Nó dài 29 phân nha. Còn cái này 250. Mã số 0122 á, giá 250. Bán hai cây búa này ha, cây đóng đinh nhổ đinh, cây búa bi ha, cây búa đóng đinh nhổ đinh. Cây này nó có 500, nó để gá đinh vô mọi người, gá đinh vô để mình đóng mồi á. Phần cây này còn chưa có xài nha, nhổ đinh còn đẹp, còn nguyên nước si nữa ha, nó có hiệu nha, dán nè. Cán kim loại còn đẹp á. Tay cầm cao su còn đẹp hết luôn. Comery ha. Cái này chưa xài còn mới tinh nhá. Còn nguyên nước si. Nó nặng 390 gram nha. Này để đóng đinh nhỏ nhỏ mọi người. Mặt búa 2 phân à. Dài 26 ha. Rồi cái búa bi ha, búa bi của thằng ASH nè, là Asahi á. ASH Tone á. 3/4. Cái này tình trạng giống như chưa xài luôn nhá. Mặt búa nó còn nước si nữa ha. Da dẻ còn đẹp, đầu bi đồ cũng còn đẹp nè. Chút nêm, chút tròn luôn ha. Cán thì còn mới tinh, còn liền lạc hết luôn nhá. Nó cân nặng 450 gram. Mặt búa được 3 phân á, dài 3 tấc,
Rồi hai cây này á 320.000 á. Mã số 0123 320. Có cây cắt cắt sắt á, sắt của thằng Hit nha. Hit á, hàng Zip nha. Cái này hàng cổ nha. Cổ mà nó còn đẹp mọi người. Hit nè, 300mm 12 inch đó. Hàng Zip luôn nè. Cáp 5mm ha. Tay cầm cao su còn liền lạc luôn nha. Tay cầm nó có để Hit luôn, Hit ra ben luôn mà nó hơi mờ mờ rồi. 12 Japan này ha. Cái này đây Japan đây nữa nè, Japan tùm lum á. Cái này cái đầu nó thép đen nha mọi người, còn rất là đẹp. Ở trên con tán nó có chữ Hit luôn nè. Có bu lông á. Có chữ Hit luôn ha. Mấy con tán nhỏ thì không có. Có cử rồi ha, còn mới tinh nè, cái này còn mới tinh. Lưỡi nữa nè. Như mới mọi người, da nhiệt chà bá luôn nè. Da nhiệt cái lúc ngoài này nè ha. Lưỡi còn nguyên không mọi người, nó mài 28 ha, 28 lưỡi không dấu luôn nha mọi người. Ở ốc cử để mọi người dặn chỉnh cái độ hở của cái lưỡi nữa ha. Đây còn rất là đẹp nhé, còn như mới nhé, nước sơn cứ hơi chạy chạy chút đỉnh thôi. Mọi chi tiết thì còn đẹp hết á. Cái này chiều dài thực tế nó được 3 tấc 2 nha. Rồi cái này giá 320, 0124 á, giá 320. Có cái thước á, thước 50m nha, thước 50m. Cái này còn mới đẹp mọi người, còn mới tinh thôi, hàng Zip nè. Có hãng nào cái tay quay này nè mọi người, ở trong nó có bộ nhông nhá, tức là nó làm bộ nhông có 3 nhông ở ngoài rồi cái nhông quay nằm ở giữa để cho nó quay, nó tăng cái tốc độ lên đó, tăng cái tốc độ quay lên gấp 4 lần ha. Cái này còn mới tinh nha mọi người, xít á, Siki Suzuki gì đó ha. Số còn rõ đẹp hết trơn nha mọi người. Bên đây còn bên đây có số, có mặt số đó nha. Cũng là hệ mét nha mọi người, cũng là hệ mét. Đẹp từ A tới Z nha mọi người, ở ngoài nó đẹp vậy ha, trong thì nó còn đẹp nữa nha. Bao đẹp nha. Này ví dụ như mọi người quay nè, cái tốc độ quay nè, mình quay này nhẹ nhưng mà nó đi rất là nhanh mọi người. Tức là nó dạng như hộp số á. À, ngoài hình còn đẹp nha, phần nhựa nó còn đẹp hết á, 50m nha. Chiều cao nó khoảng 30 ha, chiều ngang khoảng 21. Rồi cái này 500 0125, giá 500.000. Cây thước nữa ha, thước này thì 20m nha. Cái này thì của thằng Yamayo nè. Yamayo Zip nè, made in Japan ha. Hộp nhựa còn đẹp nè. Quen ha, quen bằng thao nha. Số đó. Số còn rõ đẹp nha mọi người. Này vật to ha, một mặt. Dây này là dây sợi thủy tinh nha mọi người. Dây sợi thủy tinh nha. Vật đó thì vật to nha. Vạch 5mm á, vạch 5mm. Ở ngoài á, ở ngoài vậy á, còn ở trong là còn đẹp hơn nữa nha. Từ 1m đổi vô trong là nó đẹp rồi nè. Bao đẹp nha, đẹp từ A tới Z á. 50m á, 20m xin lỗi. 20m nha, 20m nha mọi người. Đường kính này nó 13 ly á, 13 phân.
Rồi cái này 250, mã số 0126 250. Có cái thùng á, thùng đầu nghề nha mọi người. Thùng này là inox, full inox nha. Dày 2 ly. Nó nặng hơn 2 kg nha mọi người. Nặng hơn 2 kg á. Dày 2 ly nha, full inox. Từ cái khóa ha tới tay cầm tới mấy cái bát hàng rồi nè. Cái này nó hàng luôn nha mọi người. Nó hàng inox luôn nha. Là bằng inox hết á. Rất là nặng nha. Ở đây họ hàng cái miếng để họ khắc cái tên họ vô nè. Cái ông gì giờ ông xài nè. Yoshida gì đó. Nó nặng lắm nha mọi người. Nó dày tới 2 ly á, inox dày 2 ly nha. Ha. Đó, bên trong nữa nè. Còn mới tinh nè. Chỉ bị dính sơn, dính keo chút đỉnh thôi. Dày 2 ly nha, cực kỳ dày luôn. Cái này xài bao giờ mà hư nó được. Đó, ở trên nắp là nó không có dấu luôn nha mọi người. Có ở cái phần bên hông luôn nè. Bên hông thì nó có cấn đồ nè. Cấn đồ nè ha. Nó cấn đồ nó hơi ấy bên trong trong xíu thôi. Hơi lúng lúng rồi còn cái đáy nó nè. Đáy nó cũng hơi mốp mốp nha. Cái này tự em không gò lại. Không gò lại cũng được. Nó hơi cấn cấn thôi. Hơi giận giận nữa nè. Nặng 2 ký mấy nha. Mấy cái bát đồ nó hàng hết luôn, hàng inox hết nha. Rồi cái tay nắm nó cũng inox luôn nè. Cái tay nắm này không hít. Cái phần vỏ này thì nó hít nhẹ. Còn cái tay nắm không hít. Không hít 500. Rồi mấy cái khóa này cũng không hít 500 luôn. Khóa này có tên luôn nè. Có chữ luôn, có mộc gì luôn mọi người. Hai khóa cầm cái thùng không mà nó nặng. Chiều dài nó 41 ha. Chiều dài 41 41cm ha. Chiều cao lên tới nóc của nó là hơn 10 phân nha. Khoảng 10 phân rưỡi ha. Chiều ngang là 16 rưỡi ha. 16 phân rưỡi. Nặng hơn 2. Cái cân này em cân được 2 ký 2 mà nó maximum rồi đó. Chắc nó còn nặng hơn nữa. Ha, rất là đẹp. Rất là nặng. Rồi cái thùng này 400 ngàn nha. Mã số 0127 giá 400. Có cây sủi của Alpha ha. Alpha mọi người. Alpha Japan ha. Cái này thao tác nhanh nha. Cái phần kẹp. Kẹp lưỡi dao. Cái này lưỡi dao trung bình nha mọi người. Phần kẹp lưỡi dao là hộp kim nhôm ha. Cán là ống tiếp. Ống tiếp sắt nha ha. Tay cầm có cao su ha. Cao su thì chạy chạy nó không bị rách nha. Nó có đầu đóng luôn nha. Đầu đóng này chưa có đóng luôn nha. Cái này nó chưa có đóng á. Còn ngàm nó nè. Ngàm kích đẹp ha. Thao tác nhanh mọi người. Nó chỉ cần mình dặn nới con ốc này ra. Rồi mình bóp á. Bóp đây nè. Đây nó có để put nè ha. Đó, fret. Mình bóp thì nó sẽ nhả ra nè. Đó, nhả ra rồi mình cho lưỡi dao vô rồi mình buông ra rồi mình dặn lóc. Dặn lóc con này lại. Dặn tay cũng được ha. Này nó có lăng nhám nè. Dặn tay cũng được là nó cũng chắc rồi. Còn mình muốn chắc hơn nữa thì mình muốn chắc hơn nữa thì mình lấy tua vít mình dặn thêm á. Ở đây có tua vít dẹp nè. Cán bằng ống thép còn mới tinh nha mọi người. Ống thép còn mới tinh luôn nha. Cái này giống như chưa xài. Cái này
siêu dài nha, cây này dài lắm. Cây này để dài tới 6 tấc nha mọi người, dài 6 tấc nha. Rồi cây này 350 mã số 0128 nha. Giá 350. Ok, kéo tỉa hàng rào á mọi người. Của thằng ARS á. ARS Made in Japan. Con cá sấu á, K1000 series á. ARS Professional á. Lưỡi còn đẹp không? Cây này lưỡi cũng còn khá sáng đẹp. Bên trong nữa nè. Ố ố thôi nha. Cả hai lưỡi hả? Ố ố thôi. Lưỡi nữa nè. Không mẻ nha mọi người. Cán nhôm ha. Sơn này sơn cái dạng như màu xám á, trắng xám á, xám trắng á. Cây lưỡi bén nha mọi người. À. Ngoại hình còn đẹp ha. Nước sơn còn đẹp. Cây này nó dài 6 tấc 3 nha. Dài 6 tấc 3. Rồi cây này 320 nha. Mã số 0129. Giá 320. Đây, một cây tỉa hàng rào nữa mọi người. Cây này thì lưỡi thép trắng nha. Stainless steel nè. Lưỡi thép trắng hay lưỡi rời luôn ha. Stainless steel. Lưỡi còn sáng đẹp ha. Bên trong có rãnh ha. Nó bị chày chày thôi nha. Không có bị rỗ ha. Còn mới tinh. Cây này cũng hàng xà lướt ha. Cán bằng nhôm ha. Cây này của hãng này ha. Senkichi. Cây này sản xuất tại Đài Loan nha mọi người. Made in Taiwan ha. Và xài thị trường Nhật nha. Mã số 49. Tay cầm có cao su còn liền lạc hết á. Cán nhôm còn đẹp luôn ha. Lưỡi bán nha mọi người. Lưỡi không mẻ nha. Ở trong này nó có răng cưa nè. Con lưỡi còn đẹp nha. Sáng đẹp. Cả hai lưỡi ha. Cây này dài 6 tấc nha. Rồi cái này 220. Mã số 0130 á, 220. Cây cưa của Somat mọi người. Cưa sắt á. Cán này bằng nhôm á. Cây này hai lưỡi này chưa xài nha. Hay dạng như cái súng vậy mọi người. Somat. Lưỡi chưa xài nha. Lưỡi còn nguyên nha mọi người, chưa xài ha. Cán bằng nhôm á, Somat. Nova Bamba ha. Rồi mà một lưỡi mới trong dĩ này luôn ha. Lưỡi cũng của Somat nha mọi người.
Sumat No 33 này. Made in Japan ha. Lưỡi chưa xài nha. Lưỡi này nó dài 20.5 ha. Khi mình lắp vô cái cán thì nó dài được 28 phân á. Rồi cưa này 150. Mã số 0131 á, 150 nha. Cưa sắt nha. Để mình cưa ống nhựa cưa sắt rồi mọi người. Cưa trong góc kẹt á. Cái kèm tuốt dây điện á của Victor ha. Số 003VA made in Japan ha. Cây này chuyên dùng á mọi người. Cái này để tuốt mấy dây điện dẹp của Nhật á. Ở bên đây nó tuốt vỏ ngoài nè, còn bên đây nó có ba răng ba lỗ để mình tuốt cái ruột ở trong á. Vô đây có cộng dây điện của Nhật nè. Cái cộng này mà cái lỗi nó chắc cũng khoảng 1.5 á mọi người. Lỗi to lắm. Đấy, nó có ba ruột nè. Nó có dây dẹp á. Thì mình đẩy vô bên đây nè, thì mình tuốt cái vỏ ngoài ha. Tuốt cái bằng vỏ ngoài nè. Tuốt ra vỏ ngoài ha. Xong rồi mà mình đẩy qua bên đây ha. Tuốt tiếp ba vỏ trong ha. Nhanh nha. Thao tác nhanh á. Chuyên dùng á mọi người. Ngoại hình còn đẹp nha, còn đen thùi á. Tay trên màu trắng này là bằng hợp kim nhôm, tay dưới là kim loại ha. Mọi chi tiết còn sáng đẹp, lò xo nó còn sáng đẹp luôn. Cái này dài khoảng 2 tấc á. Rồi cái này 340, mã số 0132, 340. Cây này tuốt dây điện của Westel á. Westel. Cây này xây C nha. Westel nè. Đó, Westel C. Thì nó tuốt các cỡ rồi mọi người. 0.9 á, 1.25, 2.0, 3.5 và 5.5. Nó còn đẹp á. Lưỡi còn sáng đẹp nè, C nè ha. Cái này nó có một cái lỗ trống này là nó để lắp cái cử á mọi người, cái cử á mà nó đâu mất tiêu rồi. Vỏ màu đen á, vỏ còn liền lạc hết luôn nha. Excel Japan á. Cái này em tuốt dây ví dụ như dây 1.6 á mọi người. Tuốt rất là đẹp, rất là nhanh. Ngoại hình còn đẹp. Cái này dài khoảng tấc 8 ha. Rồi cái này 330. Mã số 0133. Có cây mỏ lết ngắn ha. Của Lotter UM24 nha. Cây tình dạng giống như chưa xài nha. Bỏ lít ngắn á, Japan nè. Tình trạng giống như chưa xài không rồi. Bên trong nè. Không có dấu á. Ngắn lắm. Mở maximum được 25 ly ha. No map rồi, không có dấu gì hết luôn, không tì vết luôn nha. Còn nguyên nước xi, thiếu cái hộp á. Cái dài gần 12 cm á. Rồi cái này mã số 0134 giá 108.
Có cây cắt ống mini á, cắt ống trong gốc mọi người, ống đồng ống nhựa cũng được mọi người. Nó từ 6 tới 22 mm nè. Cây này của Tây Ban Nha nha. Superego Spain á. Tây Ban Nha lưỡi còn đẹp ha, lưỡi không nhâm không mẻ nha. Hoạt động ok bình thường nha, chân chu nhẹ nhàng con lăn đồ ha. Mọi chi tiết còn sáng đẹp. Hoạt động chân chu nhẹ nhàng nha. Nhỏ gọn mọi người, để cắt trong gốc nha. Chiều dài 5 phân rưỡi ha. Chiều rộng 4 phân. Rồi cái này 108 mã số 0135 giá 108. Cái vít tự động của Anet á. Vít tự động đảo chiều mọi người. Lên xuống đảo chiều, ở giữa là khóa cứng ha. Lên xuống đảo chiều nè. Ở giữa là mình khóa cứng ha. Giữa là mình dặn cứng ha. Giữa như là cứng nè. Cái mũi này là mũi 3 tầng ha. Dặn được 3 loại ốc vít mọi người. P1, P2, P3 ha. Nó hơi rổ rổ vậy thôi nha. Còn cạnh là cái này, mũi này chưa xài nha. Cạnh là còn thẳng tắp ha. Mũi thì nó hơi rổ rổ thôi. Với lại một cái đầu trừ á. Trừ này trừ 6 nha. Trừ 6 á. Chưa xài luôn. Mũi thì nó hơi rổ rổ râm râm thôi. Kén Anet nè ha. Anet Made in Japan đây ha. Cái còn đẹp. Rồi ba cái cây vít gốc cũng của Anet á. Ba cây vít gốc này nó một cây trừ nè. Cây cộng 2 á. Cộng 2 nó dài 10 cm nè. Trừ 6 cũng dài 10 cm nữa. Và cộng 1 cũng 10 cm nữa ha. Đó. Mà ba cái mũi này cái mũi á, cái phần mũi á là giống như là bằng hợp kim á mọi người. Cái phần mũi nha. Đó. Nó ngắn ngủn vậy đó. Để dặn trong gốc của mọi người. Nó có một phần à. Có một phần 10 ly ha. Tức là mình đút vô trong cái kẹt á. Kẹt 10 ly á. Mũi là còn đẹp nha. Mũi này là mũi giống như bằng hợp kim á mọi người. Có mấy cái dòng thép thì nó hơi rỉ rỉ thôi. Còn cái mũi nữa. Mũi tình trạng là còn nguyên ha. Mũi trừ cũng vậy nè. Nó trắng tinh nè. Mũi PH1 nè. Rồi cái 150 nha. Mã số 0136 á. 150. Cây vít gốc mọi người. Cây vít gốc á, cây này của KTC nha. KTC á. RM2-110 ha, Japan. Đảo chiều đây ha. Rayline ha. Nó có mũi PH2 trong đây mọi người. Mũi còn đẹp. Cây này còn mới tinh. Đảo chiều. Răng rồi nó còn đẹp. Mũi này mũi PH2 nha. Mũi này thì nó không có để tên gì hết. Mũi còn đẹp, mũi còn mới tinh nè. Chưa xài nha. Mũi ngắn á, mũi này tầm 2 phân á. Để dặn trong gốc mọi người. Này xài bi ha. Mình lắp mũi vô như vậy thì nó dài 25 ly ha. Tức là chọt cho cái khe 25 ly được. Ở đây dài tất mốt nè. KTC ha. Rồi cái này 150 ha. Mã số 0137 ha. 150. Có vít lùng á. Vít trừ á. Vít trừ cái này của KTC mọi người. Của KTC á. Nhưng mà cái này nó sản xuất ở Pháp nha.
friend đâu. Ha. MDE gạch M ha. Nó có in chữ KTC ở đâu mà nó bay mất hả? Trừ ha. Mũi trừ ha. Mũi còn đẹp nè. Trừ này chắc trừ 5 mà. Trừ 6 nha mọi người. Trừ 6 ha. Cán cao su qua. Bằng xanh này là cao su á. Nó dài 9 phân nha. Rồi cái này 70 ngàn á. Mã 0138 70 ngàn cho cây chích lùng này. Nó có combo tôi dích của KTC ha. 4 cây ha. Trừ có cộng, có cộng 1, cộng 2, cộng ngắn, cộng dài. Trừ 4 cây của KTC á. Dòng dòng cao cấp của KTC mọi người. Cây KTC 220 ha, cây này là PS2 á. Cây PS2 mọi người, mũi nè. Còn rất là đẹp nha. Phân này còn sáng trưng nè. KTC ở đây nó có để KTC nè. Ra ben nè. Cây này dài nhá. Cái mũi là 2 tấc 2 á. Nó để 220 là cái mũi là 2 tấc chứ. Cái mũi là hơn 2 tấc xíu. 220. Còn nó dài nguyên cây là khoảng gần 3 tấc 3 mọi người. À. Cán cao su nè. Cán thì nó có bị cấn chỗ này nè. Bị cấn thôi nha, không có bị rách nha mọi người. Bị cấn đồ á. Cấn chỗ đó xíu thôi. Còn lại là còn đẹp hết á. Một cây ha. Một cây cộng 2 ngắn nè. Cộng 2 cũng dài, cũng hơi dài dài à. Mẫu của nó có chữ KTC đây mà nó bay rồi. Còn ở trên đây thì còn nè. Này nó đổ nè, KTC nè. Japan ha. Mũi này mũi lục giác nha. Nè mũi nè. Mũi PS2 này, mũi còn đẹp nha. Cạnh nó còn đẹp hết á. Cán cao su cũng còn đẹp hết luôn. Tròn vo. Cái này thì nó dài tấc 3 ha. Rồi cái này thì cộng 1. Có chữ KTC in đây mất tiêu rồi. Còn trên đây nè, KTC nè. Japan ha. Thân mũi còn sáng đẹp. Mũi này mũi PH1 nha. Rồi. Cạnh còn thẳng thốn á. Thân mũi còn sáng đẹp. Tay cầm thì còn nguyên ha. Cái này dài 19 phân rưỡi ha. Rồi một cây trừ ha. Trừ này trừ 6 Japan nè. KTC ha. Trừ 6 ha. Mũi trừ nè. Còn vuông dứt ha. Này dít lùng mà nó dài 8 phân ha. Trừ 6 á, 6 á. Trừ 6. Rồi 4 cây ha. 4 cây dít KTC nè, 330 ngàn á, mã số 0139. Có cây mỏ lết KTC 300mm á. Dòng Marathon nha. Cây tình trạng chưa xài. Dòng bóng gương mọi người. KTC á, System Good nè. Bóng gương á, dòng cao cấp á. Nó chỉ thua dòng Nero thôi ha. Cây chưa xài nha mọi người. Mọi chi tiết nè. Còn bóng chạy chạy thôi. Thằng bãi mà. Hoạt động chân chu nhẹ nhàng nhé. Ngầm bên trong. Dòng Nero ha. Đó, dòng Miroton. Để cho nó mở được bao nhiêu. Mở được gần 36 ly mọi người.
Chiều dài thực tế của nó 30,5 ha. Rồi cái này 900, mã số 0140 ha, 900 ngàn. Cái cần 1 phần 2 mọi người, cần tự động 1 phần 2 á. Cái này thì của thằng Bezer nè, Bezer 6155 1 phần 2 á. Cái này là của thằng Sandwich đó mọi người, Thụy Điển á. Nhưng mà trên này thì nó không có để ha. Dòng Ego nè, Bezer Ego. Đầu 1 phần 2 á, có nút nhấn để tháo lắp đầu khẩu nhanh. Nó đảo chiều đây mọi người, nó có cái dòng nè, led drive nè ha. Dẫn qua dẫn lại là đảo chiều ha. Cái thân nó thì nó có bị chốc xi, chốc đỉnh nha mọi người. Nhưng mà cái lớp xi nó rất là dày. Rất là dày. Nó bị chốc xi chốc đỉnh ha. Còn đầu của nó, đầu thì nó còn nguyên nha. Cạnh ký nó còn nguyên hết nha. Bi rồi ha. Có nút nhấn để tháo lắp nhanh đầu khẩu mọi người. Cán thì nó bằng nhựa ha, nhựa cứng á, chạy chày á. Chiều dài của nó là 26,5 ha. Rồi cái này 350, mã số 0141 á, giá 350. Có cái cưa gốc qua mọi người, cưa gốc á, cán cưa gốc. Cái này của Ritrip nha, Ritrip đó, của Mỹ, USA nè. Cán bằng hộp kim nhôm á. Cái ống lòng này thì bằng thép. Nó cặp cái lưỡi cưa sắt mọi người. Đây lưỡi cưa sắt, lưỡi này cũng của Mỹ luôn nha. Lưỡi này chưa xài ha. Nó cặp để mình cưa trong gốc rồi mọi người. Ở trong nó có hai cái lá bằng hộp kim nhôm á. Mình dặn cái này ra nè. Dặn ra thì nó hai cái lá này nó đi vô ha. Nó đi vô thì nó sẽ hạt, nó đi vô phần to ở trong nè. Rồi nó sẽ nhả cái lưỡi cưa ra ha. Đó. Rồi khi mình lắp vô xong rồi mình dặn nó, lóc kê nó ra ha. Dặn cứng lại á là nó sẽ đi, nó nông ra ha, nó nông ra cái phần nhỏ này. Thì nó sẽ kẹp chặt cái lưỡi cưa lại ha. Để mình cưa trong gốc ha. Nó dài 2,7 nha. Nặng. Rồi cái này 300 ngàn á, mã số 0142 giá 300 ngàn. Cái kèm cái này của Mỹ á. Mà cái chữ OTA nó bị mất tiêu à. Nó còn mấy cái chữ gì nè, hay vanh gì nè ha. Kìm cắt, kìm kẹp mọi người. Đây, cổ lắm à. Nó có lưỡi cắt đây ha. Có lưỡi cắt nè. Lưỡi cắt để cắt kẽm các đồ mọi người. Lưỡi cắt còn đẹp á. Cái phần thép mà nó làm bằng lưỡi cắt á thì nó còn mịn màng lắm, còn cái phần mà tay cầm á thì nó rổ rổ vậy ha, nhưng mà cái phần mà của cái ngàm với lại cái lưỡi cắt này, là thép nó còn đường phay luôn nè, còn màu xanh luôn ha, có lưỡi cắt nè. Lưỡi này cắt ngọt nha mọi người, cắt đinh cắt kẽm nó ngon nha. Rồi ngàm của nó nè, ngàm nó thì nó có răng là răng răng mắt võng á mọi người, răng xéo á, hầm trên hầm dưới răng là còn đẹp nha, răng còn nguyên á. Rồi nó có cái rảnh nè mọi người, có rảnh á, rảnh để mình kẹp gì đó ha.
Còn có rảnh để mình kẹp gì ạ? Kìm này cổ lắm rồi, nó dài 16 phân rưỡi ha. 180 ngàn, mã số 0143, giá 180. Có hai cây lấy dấu mọi người, hai cây lấy dấu ha. Một cây thì thép đen ha, nó có cái mộc rồi, một chữ nhật ha, chết mắt ha. Cây này thì cái đầu hộp kim nha mọi người, đầu hộp kim nè. Mọi người thấy cái mũi hộp kim nó nhọn tin không ha, hộp kim nha, nhọn tin nè. Thân thì nó mù mù mùi ha, đầu đóng. Cái này dài gần 13 phân ha. Rồi một cây này thì của thằng canh gia hoa ha. Canh gia hoa, cây này chưa xài nhé. Tay cầm có vân nhám nè. Cây này cũng mũi hộp kim nha mọi người. Mũi hộp kim nha. Mũi nhọn tin đó ha. Mũi hộp kim nha. Cây này còn mới tinh nha. Cái này thì dài, nó dài 16 phân rưỡi ha. Trên đây cái đầu vuông này. Rồi hai cây lấy dấu này hợp kim không nha, 240. Mã số 0144, giá 240. Có cây hút ke mọi người. Cây vuông ha. Cái này hàng cổ quá. Cái này của Tokyo nè, đó, Tokyo M vậy nè, nó hơi rổ ha, nhưng mà cái phần thép này nó cứng lắm nha, cứng lắm nha. Rồi cái tay cầm nè, cầm cũng thép đen ha, dày nhá, dày nặng. À, chiều dài nó được 15 nè ha, còn tay cầm nó là 10 rưỡi ha. Nó thép này nó rất là cứng nha mọi người, ly rưỡi nè, dày ly rưỡi ha. Tay cầm thì nó dày 12 ly ha, dày 12 ly, độ rộng của nó là 22 ly ha. Rồi cái thước này 150 ha, mã số 0145, 150 ha. Đồ cơ khí nha mọi người. Cái thước cũ thằng xin qua ha, thước cấp vô mọi người. Xin qua nè. Xin qua made in Japan ha. Thép không rỉ. Cái này còn đẹp nhá, số luôn còn rất là rõ ràng ha. Đen ra đen, trắng ra trắng ha. Ngoại hình còn sáng đẹp. Mọi chi tiết còn sáng đẹp ha. Cái gốc vô mọi người. Chiều dài 17 nè. Chiều cao này 10 ha. Chiều cao 10. Cái đế 15 ly. Độ dày 5 ly. Thước này thì độ dày của nó là ly ly rưỡi ha. Hoàn còn đẹp, vuông dứt ha. Rồi cái này 250. Mã số 0146 giá 250. Cũng có cái tì trượt á, tì trượt đầu 3/8 á của Tonner nha. Tì trượt với lại khúc nó dài tấc rưỡi. Đầu 3/8 nha. Với lại hai cái khẩu số 8 số 10 á của Tonner không nha. Số 8. Còn mới tin nè. Tên này nè ha, Japan. Mới tin nha, chưa xài á. Số 10 nè. Tên đây ha, Japan. Mới tin. Rồi khúc nó dài tấc rưỡi nè.
tinh nê nữa hả? Cho bên bầu còn mới tinh già tức rưỡi hả? Rồi cái ti trượt nè, ti trượt nữa hả, đầu cũng còn mới tinh sáng bóng á. Tôm nê nè, 220 và 2 tấc 2 á, sao bên á, và 2 tấc 2. Thì cái ti trượt này mình muốn làm chữ L cũng được ha, muốn làm chữ T cũng được ha. Đó, chữ T như vậy nè, mình lắp khẩu cho mình dặn ha. Rồi combo này ha, 250, mã 0147 á, 250. Cây mỏ lết của Ritchie á, 18 inch của Mỹ á, 818 luôn. Cán hộp kim nhôm alumi á, của Mỹ á, USA này, 18 inch á. Ngoại hình còn rất là đẹp, thân đồ này còn mịn màng á, bây giờ dấu khờn khờn ha, thẳng thốn á, ngàm này còn đen đen mù luôn, mọi chi tiết á. Lò xo hoạt động bình thường á, giữ gà á, hoạt động chân chu nhẹ nhàng. Răng nó chưa có dấu nha mọi người, hoặc là hàng xà lướt á, nó dấu khờn khờn trắng trắng nè, còn nguyên á. Mép thì có hơi lấm tấm đây xíu, bên đây thì đẹp ha. Cây này mở được 95 á, 95 ly. Đó, 18 inch là tương đương là mình dặn maximum này ra được tới 5 tấc á. 18 inch thì nó tương đương cây 4 tấc rưỡi của mình mọi người. Trên đây có hơi bị cấn đồ đây xíu á. Rồi cái này 600, số 0148 á, giá 600. Cây mỏ lết của top mọi người, one hand á, tức là cây sử dụng một tay mọi người, one hand rock forest cho bạn tốt á. Thì thông số ở đây nó để là cấp 1/2 tới 1/2 inch á, ngàm đó mọi người, đẹp. Là nhỏ nhất nè, ví dụ như về nhỏ nhất của nó thì 1/2 chắc 12 ly. Đây 15 ly á, nhỏ nhất 15 ly. One hand tức là mình chỉ cần xài một tay mọi người, mình móc vô vật liệu á, mình móc vô cái ngàm ở đây nó có lò xo nè. Mình móc vô á là nó móc vô rồi cái mình kéo trượt đi thôi. Hoặc là mình trượt cái dưới nè, trượt cái dưới này nè. Kéo đi ha, mình đẩy dưới nè. Nói chung là mình thao tác, khi mà mình thao tác mình đưa vô vật liệu á thì mình thao tác một tay ha. Ngàm nó răng còn nguyên nha, ngàm trên ngàm dưới còn nguyên hết, đầu thép đen, ngàm thép đen ha. Maximum vậy là được 52 á, 52 ly rưỡi á.
One hand mọi người. Có lò xo này nè. À, lò xo nó có cái ti trong. Quả hình đó. Thép nha. Cán thép á. Mình thâu vô hết thì nó được 36 ly rưỡi nè ha. Đây để 3 tấc rưỡi. Còn cái này 400. Mà số 0149 đó, giá 400. Cây 600 ml của Super ha. Cán nhôm. Lion Loy. Cán còn đẹp mọi người. Còn mịn màng ha. Dòng Heavy Duty nè, 24 inch ha. AP gạch 600 Super. Japan đây ha. Cán còn như mới mọi người, ngàm đó. Cái này răng nhuyễn nha. Alloy steel ha. Cây răng nhuyễn nha mọi người. Hoạt động trơn tru nhẹ nhàng á. Lò xo hoạt động ok nha. Răng nhuyễn nha. Răng còn đẹp nè. Răng còn nguyên nè. Hàng xài lướt á. Răng trên răng dưới cũng vậy nè. Không tì vết luôn nha mọi người. Răng nhuyễn ha. Cái này còn đẹp lắm, còn nước si luôn đó. Cái này còn rất là đẹp. Cái này nó mở được khoảng hơn tấc. Trăm lẻ năm, trăm lẻ sáu ly ha. Dài 600 ml á. Mình mở hết cái ngàm này ra nó dài hơn 63 ha. 63 phân. Hoạt động trơn tru nhẹ nhàng á, lò xo hoạt động ok. Quả hình còn đẹp, cán thẳng thốn nha. Cái này nó không tì vết luôn mọi người. Rồi cái này 750. Mã số 0150 ha. 750 nha. Có hai cây nại lốp xe máy mọi người. Lori ha. Thay 430 ha. Hai cây ha. Hai cây tình trạng nó hàng xả lướt mọi người. Nước sơn người chày chày chút đỉnh thôi. Rob Forest ha, Rob Forest alloy ha, alloy steel. Hàng xả lướt nha. Cặp y nhau ha. Dài 4 tấc 3 ha. Rồi cặp này 280.000. Mã số 0151 á. 280.000. Em bán combo nha, một cái kẹp càng cua, hai cái này của Ý nha. Một cái kẹp càng cua lại một cái khui rượu á, khui champagne mọi người. Hai cái này của Ý hết nha. Này Italy nè. Còn cái kẹp càng cua này nó bằng hộp kim nhôm nha. À, Italy ha. Cái kẹp cua này còn mới tinh nè. Hộp kim nhôm á, bóng. Kẹp càng nhỏ càng lớn ha. Rồi cái khui rượu nè, khui rượu cũng còn mới tinh nha. Cái dòng nhựa ở trong á, để thấy vô miệng chai mọi người. Lưỡi khoan á, lưỡi khoan còn sáng đẹp á. Dặn khoan xuống á, khoan xuống khoan vô cái nút nút gỗ mọi người.
quăng xuống rồi xong mình quăng xuống hết thì nó đưa hai cái tay lên vậy nè, rồi mình đè hai cái tay này xuống ha, là nó sẽ gị lên, nó gị cái nút chai lên ha. Hai cái của Ý nha. Cây khui rượu này nó dài 17 phân rưỡi ha. Cây kẹp càng này dài 15 phân rưỡi ha. Rồi hai cái này 340. Mã số 0152 á, giá 340. Con dao lóc mưa. Dao lóc ha, rồi dao mổ vậy ha. Đây của hãng này mua, hãng gì em cũng không có cha, không rành mấy vụ dao nữa. Thấy đẹp và mua thôi. Đó, full luôn nha mọi người, full tan á, khâu liền luôn nè. Cán gỗ ha, cán gỗ ba chốt inox. Cán còn đẹp nè. Gỗ đen á. Nó dạng dao lóc á mọi người. Cái này còn đẹp ha. Lưỡi nè. Này là full carbon nha. Full carbon luôn nha mọi người. Lưỡi không mẻ nha mọi người. Lưỡi dài 15 ha. Luôn cán là 26 phân rưỡi. Bản 4 phân nha. Độ dày thì khoảng gần 3 ly ha, 2 ly 8. Full carbon nha. Này mài một mặt nha mọi người. Dành cho anh em tay phải nhưng mà em tay trái nha, trái tay đại. Để lên là nó đứt rồi ha. Rồi cái này 350, mã số 0153. 350 nha. Đẹp nha. Cái này là cái đế để kẹp đá mài dao mọi người. Cái đế để kẹp đá mài dao ha. Cái này nó bằng inox hết nha, inox 304 ha. Tất cả mọi chi tiết kim loại đây là bằng inox 304 hết. Thì cái ưu điểm của nó là nó cao ha. Nó cao lên khỏi cái mặt sàn ha, nó cao lên. Mình mài nó không có bị vướng tay mình ha. Nó cao lên được 5 phân rưỡi ha. Tức là nó cao lên khỏi mặt đất 5 phân rưỡi mọi người. Đây nó có 4 cái cục cao su ha, cao su là để chống trượt mọi người. Để lên nền gạch nền đồ thì nó không có bị trượt ha. Chiều ngang của cái này là 1 tấc nha. Còn chiều dài á, chiều dài thì mình kẹp viên đá tối đa là được 2 tấc mốt nha. Rồi tổng chiều dài của cái cây này là 2 tấc 6 ha. Và viên đá mình dài ngắn thì mình thâu cái này, ăn đưa cái này ra vô ha. Xong rồi dặn hai ốc chuồng lại. Dặn hai bên lại ha. Hai ốc chuồng nè. Dặn khóa lại ha. Đó, mình viên đá mình để lên cái gò này ha. Để lên gò này. Có cái gò này ha. Cái này bằng phít nha. Phít ha. Kháng nước chánh công vên á. Rồi cây này giá như thường lại ha, 230.000, mã số 0154 á. Giá 230.000. Rồi, chúc anh em ai cần gì thì điện thoại và nhắn tin nha. Rồi cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người.